Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Xét xử 3 đối tượng hành hung bác sĩ. Đảm bảo công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 12 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh để nghe báo cáo tình hình triển khai công tác trọng tâm năm 2018 và một số nội dung liên quan khác. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Năm 2017 và quý 1 năm 2018, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong toàn khối cơ bản giữ được ổn định, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, đóng vai trò chủ lực trong các ngành công, nông nghiệp và nộp ngân sách của tỉnh. Năm 2017, các doanh nghiệp trong khối đã nộp ngân sách trên 490 tỷ đồng, vượt 2,7% kế hoạch. Quý 1 năm 2018 đã nộp trên 112 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất. Hầu hết các doanh nghiệp bảo đảm việc làm ổn định. Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp trong khối đã tạo được 680 việc làm mới. Thu nhập cho người lao động được cải thiện, đạt bình quân 4,8 triệu đồng mỗi người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động được quan tâm giải quyết. Việc sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp được thực hiện kịp thời. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng từng bước đổi mới về phương thức lãnh đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Vai trò vị trí tổ chức Đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12 và cả phong trào thi đua yêu nước ngày càng được mở rộng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm. Quy chế dân chủ cơ sở, các hoạt động của đoàn thể, công tác vận động quân chúng được thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Tuy nhiên, năm 2017, các doanh nghiệp trong khối doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tác động bất lợi đến sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng phát triển của doanh nghiệp và đời sống của người lao động. Giá cả một số mặt hàng xuất khẩu vẫn còn thấp, năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp chưa sát với cơ chế thị trường. Việc liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán. Một số sản phẩm chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, các sản phẩm, dịch vụ mới chưa được giới thiệu kịp thời. Những khó khăn hạn chế nêu trên đã có tác động đến công tác phát triển đảng viên và công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trong một số đảng bộ, chi bộ cơ sở, đặc biệt là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác, trong đó tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh như công tác thu ngân sách, việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, công tác chính trị, tư tưởng cho người lao động trong các doanh nghiệp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị, định hướng cho các doanh nghiệp trong khối để sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng và phát triển theo kế hoạch đã đề ra. Phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, đảng viên trong doanh nghiệp phải phát huy vai trò đi đầu trong sản xuất kinh doanh, khích lệ các doanh nghiệp tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tích cực phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của các doanh nghiệp, quan tâm đến công tác cán bộ. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước trong các doanh nghiệp của khối, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng đối với đảng viên, nhất là thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chiều qua ngày 12 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh quý 2 năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
lãnh đạo các sở ngành và hơn 200 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn. Năm 2018, Quảng Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, ngành du lịch toàn tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch với phương thức đa dạng, nội dung phong phú trên phạm vi rộng từ tỉnh đến quốc gia, khu vực và quốc tế. Cụ thể, đã tổ chức chương trình lễ hội cầu ngư xã Cảnh Dương năm 2018 kết hợp với ra mắt cung đường Bích Họa, thu hút sự tham gia của hàng nghìn khách du lịch. Tham gia trình diễn và quảng bá du lịch Quảng Bình với chủ đề Quảng Bình Vương quốc hang động tại lễ hội ảo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5. Tổ chức gian hàng quảng bá du lịch Quảng Bình tại hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội. Tổ chức chương trình Quảng Bình thóc sâu tại Trường Mai. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ những người làm du lịch cũng được chú trọng. Nhờ vậy, lượng khách du lịch đến Quảng Bình trong quý 1 ước đạt trên 727.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 32.989 lượt. Kết quả đạt được của ngành du lịch không chỉ thể hiện được những chủ trương chính sách đúng đắn của Quảng Bình thời gian qua, mà còn thể hiện sự năng động, nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch. Nói về du lịch 2017 thì một cái sự tăng trưởng rất là tốt đối với du lịch Quảng Bình. Khách thập phương về với Quảng Bình cũng như là khách quốc tế đến với Quảng Bình rất là đông và cũng phát triển rất mạnh mẽ. Về cái chủ trương chính sách của tỉnh nhà thì có những cái chính sách rất là mở cửa và cũng rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động du lịch. Theo tôi thì tỉnh cần nên quan tâm kêu gọi những cái nhà đầu tư lớn, người ta sẽ đến người ta đầu tư những cái mô hình về cái du lịch nó mang tính chất đẳng cấp để thu hút khách đến với Quảng Bình. Cái thứ hai nữa là đào tạo thế nào đó và cho đồng bộ cái nhân viên phục vụ, về kể cả lưu trú, nhà hàng rồi hướng dẫn viên du lịch cho nó bài bản để đưa du lịch Quảng Bình sang một cái tầm cao hơn nữa. Phát biểu tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng mong muốn tỉnh sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, nhất là du lịch ban đêm tại thành phố Đồng Hới để tăng lượng khách lưu trú. Quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường du lịch, khuyến khích các đơn vị kinh doanh du lịch tăng cường công tác tự quảng bá. Bên cạnh đó, những giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn sau khi đầu tư. Vấn đề đầu tư hệ thống đường giao thông, cơ sở vật chất phục vụ du lịch cũng được doanh nghiệp quan tâm đề xuất. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Quảng Bình là một trong những địa phương có tiềm năng lớn nhất để phát triển du lịch. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành thế mạnh và phát huy được tối đa tiềm năng đó, thì tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế nhất định. Vì vậy, để du lịch phát triển vượt bậc hơn nữa, Quảng Bình cần chủ trọng triển khai thêm nhiều giải pháp đột phá. Chúng ta khẳng định rằng là năm 2018 cùng với cơ chế chính sách của Đảng, của nhà nước và xu thế tất yếu thì du lịch phát triển. Và trong năm 2018 về phía tỉnh sẽ khánh thành một số cái dự án về du lịch, rồi là khánh thành là một số sân golf. Rồi năm nay là tỉnh sẽ đứng ra để tổ chức tuần văn hóa du lịch Đồng Hới, và dự kiến là trong tháng 6 tháng 7 thì tỉnh sẽ tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch. Về cái đầu tư hạ tầng du lịch thì báo cáo chỉ là về phía tỉnh là dân dùng rồi là chất chiêu để tập trung đầu tư hạ tầng du lịch. Về vấn đề sản phẩm du lịch, thực ra thì là mình có một số khó khăn về mùa đông, thế nhưng mà rồi mình quyết tâm sẽ lập phủ được. Có thể nói rằng là về phía tỉnh chúng tôi rất là cảm ơn, thì trong kỳ phát triển ngành du lịch thì có sự đóng góp rất quan trọng của các nhà hàng khách sạn. Tính là có trách nhiệm là cái quảng bá tiềm năng, quảng bá trên một số trang website nổi tiếng. Còn tôi đề nghị các là doanh nghiệp là phải tự quảng cáo mình. Tỉnh sẽ củng cố đường bay, trong đó đặc biệt là đường bay Đồng Hới Chiang Mai. Thì nhân đây tôi đề nghị các doanh nghiệp là các cơ sở khách sạn, nhà hàng nên sang Chiang Mai học tập kinh nghiệm họ. Thế như vậy để mà góp phần củng cố đường bay này để mà duy trì. Tôi đề nghị là các nhà khách sạn, các doanh nghiệp du lịch phải chú ý trước vấn đề là mình phải xác định là cái sản phẩm chủ lực của mình là gì để cho nó phong phú. Đề nghị các huyện là phải chủ động du lịch vùng lệ thủy, thì bây giờ tương lai là vùng du lịch rõ, Quảng Ninh là FLC đó rồi, rõ rồi, Đồng Hới là trung tâm của cả tỉnh rồi, Bố Trạch là du lịch rõ, Minh Hóa đi như Tú Lan bây giờ là khách trong nước đấy. Đề nghị sở du lịch tổ chức những cái khóa tập huấn ngắn hạn để giới thiệu về những kiến thức cơ bản về du lịch
trên địa bàn tỉnh cho lái xe taxi, cho lái xe điện. Với những tín hiệu tốt về phát triển du lịch trong năm 2018, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh để đưa du lịch Quảng Bình tiếp tục phát triển xứng với tiềm năng. Hôm qua ngày 12 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành địa phương về tiến độ thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch và dự án thoát nước vệ sinh môi trường đô thị Ba Đôn. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch với công suất 22.000 mét khối ngày đêm nhằm cấp nước sinh hoạt cho 22 xã dọc hai bờ sông Danh. Giai đoạn 1 của dự án tập trung đầu tư cấp nước cho 10 xã với giá trị hợp đồng trên 10 triệu euro. Hiện nay, dự án cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 theo đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu đã đề ra, tuân thủ các quy định quốc tế, hiệp định khung đã ký và các quy định của pháp luật Việt Nam. Dự án hiện đang tiến hành các thủ tục để vận hành nhằm tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với công suất 12.000 mét khối một ngày đêm. Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho trên 76.000 người dân của 12 xã phía Bắc sông Danh, với mức đầu tư dự kiến trên 15 triệu euro. Tuy nhiên, việc triển khai giai đoạn 2 của dự án đang gặp phải một số khó khăn như thủ tục đối với vốn ODA song phương khá phức tạp, phải lấy ý kiến nhiều lần từ nhà tài trợ và các bộ ngành liên quan. Việc huy động nguồn vốn xã hội hóa gặp nhiều khó khăn. Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thị xã Ba Đồn có tổng mức đầu tư trên 13,5 triệu euro. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống thu gom và xử lý rác thải, hỗ trợ trang thiết bị vệ sinh môi trường, thiết bị quản lý vận hành nhằm cải thiện điều kiện môi trường đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Với công suất xử lý nước thải 3.000 mét khối ngày đêm. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn như việc tổ chức đấu thầu lần đầu bị trì hoãn nên phải tổ chức đấu thầu lại, làm cho tiến độ thực hiện dự án chậm so với quyết định phê duyệt dự án, năng lực thi công của nhà thầu còn hạn chế. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án ODA huyện Quảng Trạch, chính quyền địa phương quản lý vận hành tốt giai đoạn 1 của dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, đồng thời phối hợp với các sở ban ngành báo cáo với các bộ ngành trung ương để nhanh tiến độ triển khai giai đoạn 2 của dự án, góp phần nâng cao điều kiện sống cho người dân. Đối với dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị thị xã Ba Đồn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai, nếu nhà thầu thiếu năng lực thì kiến nghị để thay thế, tăng cường giám sát thi công và nghiệm thu để đảm bảo chất lượng của dự án, chuẩn bị các phương án để quản lý, vận hành sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành hỗ trợ Ban quản lý dự án ODA huyện Quảng Trạch trong việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và tổng mức đầu tư, nghiệm thu, quyết toán đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 4, Hợp tác xã Thường Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự. Hợp tác xã Thường Phong hiện có 2.100 thành viên, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp. Những năm qua, các thành viên luôn hăng hái thi đua lao động, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Hợp tác xã đã xây dựng thành công cánh đồng lúa giống với diện tích 5 hecta để cung ứng cho công ty trách nhiệm hữu hạn giống cây trồng Quảng Bình. Hàng năm, năng suất lúa của hợp tác xã đạt từ 70 đến 75 tạ trên 1 hecta. Đến nay, tổng nguồn vốn của hợp tác xã là trên 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng thường xuyên xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, vận động các thành viên hiến tài sản và ngày công lao động để cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với những kết quả đã đạt được, hợp tác xã Thường Phong vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Hôm qua ngày 12 tháng 4, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với vụ phá rừng tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa và công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện. Trực tiếp đi kiểm tra tại trạm bảo vệ rừng Khe Núng, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, nơi đang tập kết hơn 97 mét khối gỗ là tang vật vụ việc. Đồng chí Lê Minh Ngân ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của các cấp các ngành và chính quyền huyện Tuyên Hóa, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong đó tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Đến nay thì phải nói ra là tất cả các địa phương, các ngành cũng đã tích cực
là nghiêm túc là bắt tay vào thực hiện các cái nội dung mà do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo. Trong đó Ủy ban huyện Tuyên Hóa là đã ứng ngân sách ra để mà di chuyển là gần 100 khối gỗ là về đúng cái nơi là tập kết ở nơi trạm kiểm lâm và đảm bảo là trước ngày 10 tháng 4. Riêng đối với cái trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền có liên quan thì là Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo và hiện nay tất cả các cơ quan đã tiến hành là thực hiện các cái công tác là kiểm tra rồi là làm quy trình kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Chi cục kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm nghiêm túc ở cơ sở và sắp tới thì hội đồng xử lý kỷ luật của chi cục kiểm lâm sẽ tiến hành xem xét để xử lý trách nhiệm nghiêm túc đối với là các cá nhân của lực lượng kiểm lâm liên quan đến cái vụ việc này để là làm gương cho các cái cá nhân tập thể trong cái việc buông lỏng quản lý đối với công tác bảo vệ rừng trên địa bàn. Trước đó, đồng chí Lê Minh Ân đã đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tại khu vực rừng thông thuộc địa phận xã Sơn Hòa, huyện Tuyên Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền huyện Tuyên Hóa cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của người dân và các chủ rừng trong công tác phòng chống cháy rừng. Thời gian vừa qua là theo đề xuất của các địa phương là Ủy ban tỉnh đã ra soát và giao một cái lượng rừng tự nhiên, rừng trồng về cho các cái Ủy ban Nhân xã để quản lý. Và trong đó là có cái diện tích rừng thông của một số địa phương, đặc biệt ở Tuyên Hóa giống như xã Sơn Hóa là có đến 300 hectare thông giao về cho xã quản lý. Đây là một trong những cái khu vực mà dễ cháy nhất, bởi vì rừng thông dưới lá thông là coi như đến cái mùa khô là rất dễ bắt lửa cháy. Do đó cho nên là ngoài cái việc là các cái chủ rừng mà được giao quản lý sử dụng như các cái lâm trường rồi các ban quản lý rừng phòng hộ rồi thì Ủy ban Nhân dân các xã là phải có các cái kế hoạch, trước hết là để mà tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con. Hai là sử dụng cái kinh phí mà bảo vệ rừng để là tập trung vào cái việc phòng cháy chữa cháy cái mùa khô và cử các cái tổ đội, các cái thành lập các cái ban để mà thường xuyên là theo dõi rồi là kiểm soát các cái tuyến vào rừng, nhất là các cái khu vực rừng thông. Đối với những diện tích rừng thông do các địa phương quản lý, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với chính quyền huyện Tuyên Hóa nghiên cứu xây dựng kế hoạch cụ thể để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc sao cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư khai thác bảo vệ. Hôm qua ngày 12 tháng 4, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về một số khó khăn vướng mắc trong hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn. Tỉnh Quảng Bình hiện có 49 khu vực mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng với diện tích trên 355 ha được phân bố ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Căn cứ theo quy hoạch được duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 37 giấy phép khai thác cát sỏi có tổng diện tích trên 96 ha với trữ lượng được phép khai thác là trên 4,6 triệu mét khối, công suất khai thác 426.500 mét khối một năm. Nhìn chung đa số các đơn vị được cấp phép khai thác cát sỏi đã có nhiều cố gắng trong hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan. Tuân thủ đúng phạm vi được cấp phép, chấp hành các quy định về nộp các loại phí, giám sát môi trường. Tuy nhiên, hoạt động khai thác cát sỏi vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản của một số tổ chức cá nhân chưa nghiêm túc. Tình trạng khai thác cát sỏi trái phép khó kiểm soát vẫn còn xảy ra trên một số lòng sông như sông Danh, sông Kiến Giang, sông Long Đại. Việc kiểm tra xử lý của một số địa phương chưa đủ sức răn đe. Phương tiện khai thác, công suất thiết bị khai thác không đúng theo quy định. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu lên một số vướng mắc như khó khăn trong quá trình hoàn thiện thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác tại các khu vực đã được phê duyệt quy hoạch. Việc khai thác cát sỏi trái phép của một số tổ chức cá nhân đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp đã được cấp phép. Về phía các địa phương, khó khăn gặp phải hiện nay liên quan đến các vấn đề như công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động khai thác trái phép, lấn chiếm đất để tập kết cát sỏi. Quản lý hoạt động khai thác tại các địa bàn có chung địa giới hành chính trên sông và cửa biển. Ngoài ra, vấn đề nâng công suất khai thác tại một số mỏ bị bồi lấp cũng được các địa phương đề xuất tại hội nghị. Trên cơ sở những ý kiến của các doanh nghiệp, đại diện các phòng ban và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải trình một số vướng mắc có liên quan. Với những ý kiến không thuộc thẩm quyền, Sở sẽ tiếp thu tổng hợp và chuyển đến các ban ngành chức năng để xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Hới đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 đối tượng hành hung bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới xảy ra vào tối ngày 23 tháng 10 năm 2017. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Hới, các bị cáo Lê Minh Hải sinh năm 1995, Nguyễn Trung Thông sinh năm 1984 cùng ở tổ dân phố 2 phường Nam Lý, Phan Hoàng Diệu sinh năm 1991 ở tổ dân phố 7 phường Hải Thanh đều bị truy tố về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2017, Lê Minh Hải, Nguyễn Trung Thông và Phan Hoàng Diệu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới gây gổ và hành hung anh Lê Trần Minh Tâm và bác sĩ Trần Văn Sơn khiến hai người bị thương nặng. Xét thấy hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hải 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hình phạt 7 năm 6 tháng tù giam. Nguyễn Trung Thông 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hình phạt 5 năm 6 tháng tù giam. Phan Hoàng Diệu 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hình phạt 5 năm 6 tháng tù. Trước diễn biến khá bất thường của thời tiết đã tạo điều kiện cho nhiều loại sâu bệnh hại lúa phát triển. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương theo dõi, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, góp phần bảo vệ mùa màng. Vụ đông xuân năm nay, huyện Tuyên Hóa gieo cấy trên 1.400 hecta lúa. Nhờ tuân thủ đúng khung lịch thời vụ và quy trình kỹ thuật nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, lúa đang bước vào giai đoạn đứng cải làm đông và trổ bông. Tuy nhiên do thời tiết chuyển mùa, độ ẩm cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài sâu bệnh phát triển gây hại cho cây lúa. Diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá trên địa bàn huyện là 150 hecta, tập trung ở các xã Tiến Hóa, Mai Hóa, Đông Hóa, Châu Hóa, Đức Hóa với tỷ lệ phổ biến từ 10 đến 15%, nơi cao từ 20 đến 30%. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tích cực hướng dẫn bà con nông dân tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các diện tích lúa bị bệnh để phòng trừ kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Tại thị xã Ba Đồn, hiện nay hơn 100 hecta lúa ở các phường Quảng Long, Quảng Thuần, Quảng Phong, Quảng Phúc và Quảng Thọ cũng đã bị nhiễm bệnh đạo ôn trên lá. Trước tình hình đó, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với chính quyền các địa phương chỉ đạo bà con nông dân tăng cường công tác kiểm tra giám sát đồng ruộng, thực hiện khoanh vùng phun thuốc diệt trừ để bệnh đạo ôn không bùng phát ra diện rộng, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đó là chủ trương nhất quán được tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện trong nhiều năm trở lại đây, với mục tiêu khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương để thúc đẩy nền kinh tế. Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai đồng loạt nhiều dự án, trong đó có nhiều dự án khai thác khoáng sản. Vậy công tác cải tạo, phục hồi môi trường đã được triển khai thực hiện như thế nào? Đó là nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau đây. Với chiều dài bờ biển trên 116 km, nên nguồn khoáng sản từ những dải cát vàng ven biển ở Quảng Bình là rất phong phú. Đối với nguồn khoáng sản titan thì tỉnh Quảng Bình đã xác định được hai khu vực ở huyện Quảng Trạch và huyện Lệ Thủy. Hiện nay trên địa bàn xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy có 4 đơn vị được cấp giấy phép khai thác titan gồm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thanh Bình và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Sen Hồng. Đến thời điểm này, giấy phép khai thác titan của 4 doanh nghiệp nói trên đã hết hạn. Việc hoàn trả mặt bằng, cải tạo phục hồi môi trường, trồng cây trên diện tích khai thác titan đã được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình khai thác titan, các đơn vị khai thác đến đâu tiến hành san ủi, cải tạo, phục hồi môi trường và trồng cây đến đó. Do vậy, phần lớn diện tích sau khi khai thác titan không chỉ được trồng lại cây xanh, góp phần chống nan cát bay cát lấp, mà còn tạo được môi trường sinh thái và nâng cao độ che phủ rừng. Khi anh vào khai thác titan thì có cái đánh giá tác động môi trường. Mà cái đánh giá tác động môi trường đó là phải thông qua cái hội đồng, làm hết sức rất là cẩn trọng. Thì đương nhiên khi mình mà tổ chức khai thác titan rồi á, thì mình phải làm đúng cái quy trình cái đánh giá tác động môi trường mà mình đã được hội đồng thẩm định cấp quốc gia. Khi mà khai thác xong rồi, hoàn thổ trồng cây là có thể nói là đảm bảo rất tốt cho cái việc sinh hoạt cuộc sống của nhân dân, đảm bảo cho môi trường ở đây hết sức yên lành và tốt đẹp.
Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị làm tốt công tác cải tạo phục hồi môi trường thì vẫn còn một số đơn vị chưa chủ trọng đến công tác hoàn trả mặt bằng, phục hồi môi trường theo đúng tiến độ đã cam kết. Qua kiểm tra những đơn vị mà chưa thực hiện tốt trong công tác cải tạo phục hồi môi trường thì Sở đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp tiến hành khắc phục những cái tồn tại hạn chế và có cái lộ trình cụ thể, và sau khi hoàn thành thì báo cáo với Sở Tài nguyên Môi trường để kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm là thực hiện các yêu cầu mà Sở Tài nguyên Môi trường chỉ đạo. Trong thời gian tới thì Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động này và cũng đề nghị chính quyền địa phương ở những cái nơi có khoáng sản đã khai thác giấy phép đã hết hiệu lực thì cần là phối hợp với Sở để tăng cường công tác giám sát kiểm tra để nhằm đảm bảo công tác phục hồi môi trường thực hiện tốt và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Để kịp thời chấn chỉnh cải tạo phục hồi môi trường tại các dự án khai thác khoáng sản, thời gian qua các sở ngành địa phương có liên quan đã tiến hành kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị khẩn trương san ủi mặt bằng và trồng cây phục hồi môi trường để sớm bàn giao đất cho các địa phương quản lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng sa mạc hóa. Với quan điểm chỉ đạo nhất quán của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành địa phương và ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, nên công tác cải tạo phục hồi môi trường ở các dự án khai thác titan đã được thực hiện khá hiệu quả. Vào năm 2018, công ty đã trồng tất cả các cái diện tích mà đã khai thác và đã có mặt bằng và đã trồng và cũng tổ chức trồng rậm để đảm bảo cho cây sống trên 95%. Theo quy định của luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật thì các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động khoáng sản thì có trách nhiệm lập phương án cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường để nhận được đảm bảo. Nếu doanh nghiệp không thực hiện cải tạo môi trường thì dùng cái quỹ mà doanh nghiệp ký để là tiến hành công tác cải tạo phục hồi môi trường. Không chỉ riêng tại dự án khai thác titan mà hiện nay các điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đều phải thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo tác động môi trường và đề án cải tạo phục hồi môi trường nhằm hướng tới mục tiêu khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với bảo vệ môi trường. Để Ủy ban châu Âu EC không phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ với hải sản đánh bắt trên biển, bà con ngư dân chỉ đánh bắt trong vùng biển đặc quyền của Việt Nam. Mỗi chuyến biển, ngư dân phải ghi chép nhật ký cẩn thận, đầy đủ số lượng, tên sản phẩm và tọa độ đánh bắt. Sau đó thuyền trưởng ký vào và cung cấp cho đơn vị quản lý cảng cá và chi cục thủy sản khi kết thúc chuyến biển. Vì sự phát triển bền vững và quyền lợi của chính mỗi ngư dân và doanh nghiệp Việt. Phần cuối chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Từ 15 giờ ngày 11 tháng 4 đến 15 giờ ngày 12 tháng 4, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý tại thành phố Đồng Hới đã có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra, làm 2 người chết. Công an thành phố Đồng Hới đã khám nghiệm hiện trường và lập hồ sơ điều tra xử lý vụ việc. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 76 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng 70 triệu đồng với các lỗi chạy quá tốc độ quy định 38 trường hợp, không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau 9 trường hợp, xe ô tô sử dụng lốp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 8 trường hợp, xe ô tô thiếu đèn tín hiệu 7 trường hợp, không có giấy đăng ký xe 3 trường hợp, không có giấy phép lái xe 3 trường hợp, các lỗi khác 9 trường hợp. Văn hóa giao thông là từ giác chấp hành luật giao thông. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi đi lại trên các tuyến đường. Thời gian qua, tình hình an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đồng bức giữa đường bộ và đường sắt có nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn chủ yếu giữa tàu hỏa với ô tô, tàu hỏa với mô tô, xe gắn máy. Trên 90% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại những đường ngang không người gác và các lối đi dân sinh. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, trên những đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt thì phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Để đảm bảo an toàn khi vượt qua đường sắt, người tham gia giao thông cần tuân thủ. Tại đường ngang đường sắt có dàn chắn, cần chắn. Khi dàn chắn, cần chắn đang di chuyển hoặc đã đóng, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách dàn chắn, cần chắn tối thiểu 3 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét.
tại đường ngang đường sắt không có gian chắn, cân chắn, đèn tín hiệu và chuông báo động. Người và phương tiện đường bộ phải dừng lại và quan sát cả hai phía. Nếu có tàu đang đi tới thì phải dừng lại đúng phần đường quy định và cách đường ray gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 3 mét chỉ cho phép người đi bộ, xe đạp, mô tô, xe máy, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn qua lại. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng nhỏ hơn 3 mét, cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại, trừ mô tô, xe máy. Người và phương tiện đường bộ đến các vị trí này phải chú ý quan sát cả hai phía, chỉ vượt qua đường sắt khi chắc chắn không có tàu đang tới. Hãy biết dừng đúng lúc khi qua đường sắt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 13 tháng 4, khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, độ ẩm 40 đến 95%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm 45 đến 91%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm 47 đến 89%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 4, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, độ ẩm 40 đến 93%.